bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh mất đi thứ cực kỳ quan trọng. Thời gian gần đây khi xuất hiện trước truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là không còn được như trước. Triệu Lệ Dĩnh là một sao nữ rất được lòng cộng đồng mạng Trung Quốc. Cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương, trong sự nghiệp thì tận tâm. Có một sự nghiệp thành công như vậy nhưng cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không mấy tốt đẹp. Ngay từ khi công khai đến với nhau, nhiều cộng đồng mạng đã cho rằng Phùng Thiệu Phong không chân thành với Lệ Dịn và họ sẽ không có một cái kết viên mãn. Dù đến với nhau và đã có con nhưng hết lần này đến lần khác, cộng đồng mạng đều thương xót cho nữ diễn viên sợ kiều chuyện. Cô kết hôn mà không có lấy một đám cưới đàng hoàng, tử tế, một cô gái tốt như Lệ Dịn xứng đáng được nhiều hơn thế. Sau tất cả khi công bố tin ly hôn, cộng đồng mạng không thấy nuối tiếc mà lại mừng cho Triệu Lệ Dịnh. Rất nhiều người cảm thấy Phương Thiệu Phong không xứng đáng với cô gái này và ly hôn chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bác sĩ thẩm vụ. Thế nhưng sau khi ly hôn, cộng đồng mạng lại nhận ra Triều Lê Dịnh đã mất mát rất nhiều, ngoại hình của cô ấy xa xuất hẳn. Bỏ qua những bức ảnh được chỉnh sửa lung linh, loạt ảnh mộc của Triều Lê Dịnh khiến fan giật mình. Trước đây cô nàng sở hữu gương mặt tròn trịa lúc nào cũng tạo ra năng lượng tích cực, vô cùng dễ thương. Vậy mà sau khi ly hôn, trong cô ấy lại tùy tị đến mức như thế này. Chỉ cần dùng mắt thương cũng có thể thấy, chiều Lê Dịn đã thay đổi rất nhiều, gương mặt suy sụp, collagen bốc hơi, lưới mắt thâm quần trông rất hốc khác. Điều quan trọng nhất là trong mắt chiều Lê Dịn không còn sự tinh anh như trước. Nhiều người đối diện, cảm thấy mệt mỏi. Trong mắt thiếu đi thần thái và hào quang, sự đáng yêu trước đây giảm đi, có thể khẳng định chiều Lê Dịn đã đánh mất mình trầm trọng. Nói về lý do khiến Triều Lê nhịn từ một nữ thần ngọt ngào, đáng yêu, tràn đầy nhiệt huyết, trở nên hao mòn như vậy, cộng đồng mạng cho rằng cô nàng đã giảm cân quá đà, mọi sao nữ trong xí bít đều muốn thật gầy, thật trắng để trở nên xinh đẹp hơn. Lê Dịn cũng vậy, cô kiểm soát chế độ ăn uống hàng ngày, tìm kiếm huấn luyện viên và tích cực tập luyện. Vóc dáng của Triều Lê nhịn đã thay đổi, trở nên nhọn nhắn, sân chắc, nhưng lại mất đi ánh hào quang trước đây. Trước những hình ảnh chân thực của Triều lời nhịn. Người hâm mộ chỉ hy vọng cô nàng dị nhìn sức khỏe để có thể trình làng nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Mong trở lời dịnh không bị ám mạnh bởi cân nặng của mình và đánh mất đi vẻ đẹp tròn trịa đáng yêu vốn có của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.